Kính chào ông bà, cô chú và anh chị. Bữa trưa nay, nhà em ăn món gan heo xào củ hành tây. Đây là em có một củ hành tây, một ít cây ngò, ngò tàu với hành lá và nửa ký gan heo. Bây giờ em sẽ đi sắc củ hành và sắc gan ạ. Và đây là hành củ, gan heo, hành lá em cũng đã sắc xong hết rồi. Còn đây là mỡ heo. Mỡ heo này em mua về em thắng lên, rồi em phi một củ hành em đổ vô, rồi em bỏ vô tủ lạnh để dành. Thỉnh thoảng mình có xào nấu gì đó, mình thích mỡ heo mình lấy mình bỏ vô ạ. Rất là thơm ạ. Và bây giờ em sẽ đi chuẩn bị một cái nồi để em xào ạ. Sau khi cái nồi nó nóng thì em chế vào đây là nửa muỗng mỡ heo. Em thắng một chút xíu hành cho thơm, rồi em đổ gan vô em xào. Giờ em sẽ cho vô một chút xíu muối. Một chút xíu nước mắm. Và bây giờ em sẽ xào cho gan nó chín một chút xíu rồi em sẽ đổ hành vô ạ. Sau khi em xào gan nó vừa tới chín thì em đổ hành tây vô. Hành tây em xào nãy giờ cũng được 2 phút rồi. Bây giờ em sẽ đổ ngò với hành lá vô ạ. Tại vì hành tây mình xào sơ thôi, chín quá ăn nó không có ngon. Gan heo á có rất nhiều chất sắt nên thỉnh thoảng mình cũng nên ăn để bổ sung sắt cho cơ thể. Hành tây cũng rất tốt nên thỉnh thoảng mình cũng nên ăn. Hành tây này mình xào với gan nè, xào với thịt bò rất là ngon ạ. Ăn nó có cái vị ngọt ngọt, dễ ăn lắm. Và bây giờ em sẽ bỏ ớt vô nữa là xong ạ. Vậy là em đã xào xong món gan heo xào với hành tây.
thơm ngon ạ. Vậy thôi, video em làm món gan heo xào đến đây là hết rồi. Em cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị đã xem hết video của em. Hẹn ông bà, cô chú, anh chị vào video sau ạ.